Hello everyone, how are you? Welcome back to Unit 8 with the new lesson. What did you learn in the last lesson? Getting started. You learned some new ways to learn English and how electronic devices can help with your studying. Is it right? Now, what personal electronic devices was mentioned in getting started? Please try to remember. Look at these pictures. Number one is the laptop. It is also called the tablet when it doesn't have a keyboard and we give instructions by touching the screen. Number two is the smartphone. This is the new kind of smartphone, a flip foldable smartphone. Flipped, búng nhẹ hoặc là bấm nhẹ, foldable, có thể gấp lại được. A flip foldable smartphone, that means điện thoại thông minh, có thể gấp lại được và chỉ cần bấm nhẹ là có thể mở ra. The third one is a digital pen. We can use it to take notes on the touch screen, ghi chú trên màn hình cảm ứng. And two more things are also necessary. Now, what is? It is a solar phone charger, sạc pin điện thoại dùng năng lượng mặt trời. And this one, it is a memory stick, or we often call it a USB. And in the lesson today, Unit 8, New Ways to Learn, Lesson 2, Language, we are going to learn three parts. Part A, some words and phrases to talk about personal electronic devices that help you learn. Part B, stress in three syllable adjectives and verbs. Part C, defining and non-defining relative clauses with who, that, which, and whose. Now, A, vocabulary, activity 1, textbook 2, page 27. Match each of the phrases on the left with its explanation on the right. Now, 1 minute for you to do the matching. What are the answers? We match number one with E, okay. Take notes of something, that means write something down. Ghi chú, hoặc là viết ra một cái gì đó. Number two, touch screen, that goes with a screen which allows giving instruction by touching. Màn hình cảm ứng, màn hình cho phép đưa ra các hướng dẫn bằng cách chạm vào. Number three, take advantage of something, goes with B, make use of something to the fullest extent. Lợi dụng điều gì đó, hoặc là nó mang nghĩa là tận dụng điều gì đó ở mức độ tối đa, fullest extent. Number four, look something up. You match with C, search for and find something in a dictionary or a reference book. Tra cứu cái gì? Tra cứu và tìm hiểu cái gì trong từ điển hoặc trong sách tham khảo. And the last one, number five, access something. That means reach and use something. Truy cập cái gì? Hoặc là nó có nghĩa tiếp cận và sử dụng cái gì? Now, we move to activity 2 of vocabulary in textbook 2, page 27.
Read the conversation in Getting Started Again. Match picture from A to C with their uses as learning tools from number 1 to number 6 mentioned below. These are the pictures. A is a smartphone. B is a laptop. C is a tablet. And these are their uses as learning tools. Number 1, access the internet, download programs and information. Number 2, take notes with a digital pen on a touch screen. Number 3, take photos or record students' work. Number 4, do assignments and project and study English. Number 5, store information, take notes, write essays and do calculations. And the last one, number 6, look up information. You have 30 seconds to do the matching. Do you finish? Now please tell me which one we can use to access the internet, download programs and information. We can use a smartphone, a laptop, B, and a tablet, C. Number 2, which one can we use to take notes with a digital pen on a touch screen? We can use a smartphone and a tablet, A and C. Number 3, which one can we use to take photos or record student work? We can use a smartphone and a tablet, A and C. Number 4, which one can we use to do assignment and project and study English? We can use a laptop, B. Number 5, which one can we use to store information, take notes, write essays, and do calculations? We can only use the laptop, B. And the last one, which one can we use to look up information? We can use a smartphone, yes, a laptop, of course, and we can also use a tablet, C, A, B, and C. Now we move to part B, pronunciation. Activity 1 in textbook 2, page 28. Listen and repeat. Unit 8, page 28. Language. Activity 1. Listen and repeat. 1. Concentrate. Similar. Contribute. Digital. 2. Introduce. Excellent. Recognize. Vietnamese. 3. Understand. Personal. Interest. Symbolic. Activity 2, textbook 2, page 28. Listen again and put a mark before the stressed syllable. Unit 8, page 28. Language. Activity 2. Listen again and put a mark before the stressed syllable. 1. Concentrate. Similar. Contribute.
Digital. 2. Introduce. Excellent. Recognize. Vietnamese. 3. Understand. Personal. Interest. Symbolic. And these are the answers. Can you put the marks on the right stressed syllable? Good job. Pay attention to some notes. English three-syllable adjectives and verbs often have stress on the first syllable, but there are many exceptions. Những tính từ và động từ trong tiếng Anh có ba âm tiết thường dấu nhấn rơi vào âm tiết đầu tiên, nhưng cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Three-syllable adjectives. Những tính từ chứa ba âm tiết. Three-syllable adjectives are often stressed on the first syllable. Những tính từ chứa ba âm tiết thường dấu nhấn trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Ví dụ, general, dedicate, excellent, wonderful, favorite, curious. Some adjectives have primary stress on the last syllable if there is a long vowel or a diphthong in it, and second stress on the first syllable. Một số tính từ có dấu nhấn âm chính rơi vào âm tiết cuối nếu như âm tiết cuối là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi và dấu nhấn phụ nằm ở âm tiết đầu tiên. Ví dụ từ Vietnamese, âm tiết cuối là âm E, long vowel. Vậy nên dấu nhấn rơi vào âm tiết cuối này và dấu nhấn phụ nằm ở âm tiết đầu. Thường chúng ta thấy dấu nhấn phụ người ta hay đặt bên dưới. Some adjectives do not follow the stress patterns of the noun from which they are derived and are stressed on the second syllable. Một số tính từ không theo mẫu nhấn trọng âm của danh từ mà từ đó chúng bắt nguồn và được nhấn ở âm tiết thứ hai. Ví dụ, gene là danh từ, generic, tính từ nhấn âm thứ hai. Hoặc là danh từ symbol nhấn âm 1, nhưng tính từ là symbolic. 3. Syllable verbs. Động từ chứa 3 âm tiết. 3. Syllable verbs often have stress on the first syllable. Động từ chứa 3 âm tiết thường có dấu nhấn trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Ví dụ, organize, modernize, signify. Specify, compensate, decorate, complement, constitute. But many verbs, especially those with prefixes, have stress on the second syllable. Nhưng nhiều động từ, đặc biệt là những động từ có tiền tố, thì dấu nhấn rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ, continue, consider, remember. If the prefix consists of two syllables, its first syllable usually gets secondary stress. Nếu tiền tố có hai âm tiết, thì dấu nhấn phụ nằm ở âm tiết đầu tiên của tiền tố. Ví dụ, understand, decompose, contradict, correspond. Now, we move to proxy grammar. Activity 1. In textbook 2, page 28. Read the following sentences from Getting Started. Underline which, that, whose, and whose. What are these words used for? Decide if the clauses are defining or non-defining relative clauses. There are 5 sentences. You have 1 minute. To underline which, that, who, and whose, and then find out defining or non-defining relative clauses in these sentences.
Have you finished? And these are the answers. Number one, which word you underline? Yes, that. Number two, which. Number three, that. Number four, which. And the last one, number five, whose. These words are relative pronouns. They are used in relative clauses to define or identify the nouns receiving them or to introduce information about the nouns before them. Những từ này được gọi là đại từ quan hệ. Chúng được sử dụng trong mệnh đề quan hệ để xác nhận cho danh từ đứng trước chúng hoặc để giới thiệu thông tin về danh từ đứng trước. Which sentences contain defining relative clauses? Yes, number one, number three, and number five. And number two and number four contain non-defining relative clauses. You can see that non-defining relative clauses can be placed after a comma or between two commas. Notes. Relative clauses give more information about someone or something by defining or identifying the noun that precedes them in the main clause. They usually begin with a relative pronoun who, that, which, or whose. Sometimes we omit who, whom, that, which. Mệnh đề quan hệ cung cấp thêm thông tin về một ai đó hay một vật gì đó bằng cách xác nhận cho những danh từ đứng trước chúng trong mệnh đề chính. Chúng thường bắt đầu bằng các đại từ quan hệ who, that, which hoặc là whose. Và đôi khi chúng ta có thể lược bỏ who, whom, that hoặc là which. Ví dụ, I don't use the desktop which my parents bought me 5 years ago. Trong câu này, mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng từ which và không có dấu phẩy ngăn cách mệnh đề chính và mệnh đề quan hệ. Vậy nên chúng ta có thể thế bằng đại từ that. Và chúng ta cũng có thể không còn sử dụng which hoặc là that, lược bỏ luôn. Và có thể đọc lại câu này là I don't use the desktop my parents bought me 5 years ago. Relative clauses are divided into two types, defining relative clauses and non-defining relative clauses. Non-defining relative clauses cannot use the pronoun that. Mệnh đề quan hệ được chia làm hai loại, mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Trong mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta không dùng đại từ quan hệ that. Ví dụ, this is my new tablet, which uses the latest digital technology. Trong câu này, có dấu phẩy ngăn cách mệnh đề chính và mệnh đề quan hệ. Vậy nên chúng ta không thể thay thế chữ which bằng that được. Watch out, lưu ý. A defining relative clause gives detailed and necessary information without which the sentence is incomplete. It is not placed between commas. Mệnh đề quan hệ xác định cung cấp thông tin cần thiết và chi tiết. Mà nếu thiếu nó thì câu chưa hoàn chỉnh. Nó không được đặt giữa các dấu phẩy. A non-defining relative clause gives extra information without which the sentence is still complete. It is placed between commas. Mệnh đề quan hệ không xác định cung cấp thêm thông tin phụ. Nếu không có nó, câu vẫn đủ ý. Mệnh đề quan hệ không xác định được đặt giữa hai dấu phẩy. Example. The man who came to visit us is a computer engineer. Trong câu ví dụ đầu tiên, mệnh đề who came to visit us là một defining relative clause. Nếu chúng ta lược bỏ nó thì nó không rõ ràng là chúng ta đang nói về người đàn ông nào.
Trong câu thứ hai, that man who came to visit us is a computer engineer. Chúng ta sử dụng that để xác định cho danh từ man. Vì vậy, mệnh đề quan hệ chỉ cung cấp thêm thông tin phụ. Chúng ta có thể lược bỏ who came to visit us mà không gây rắc rối gì cho câu. Now we move to activity 2 of grammar in textbook 2, page 28. Match from number 1 to number 6 with the half of the sentences from A to F to make meaningful sentences. You have 1 minute to do the matching. Do you finish? Now, these are the answers. Number one, we match with E. I talked to a man whose smartphone was stolen. Number two, we match with D. We often visit our grandfather in Vinh, which is a city in central Vietnam. Number three, we match with A. Thank you very much for the book that you sent me. Number four, you match with F. The man turned out to be her son who had gone missing during the war. Number five, we match with C. He admires people who are wealthy and successful. And the last one, number six, we match with B. Have you heard of John Atenasoff, whose invention changed the world? In the first sentence, the clause whose smartphone was stolen is a defining relative clause. If we omit it, it is not clear what man we are talking about. Trong cái câu đầu tiên, mệnh đề quan hệ whose smartphone was stolen được gọi là mệnh đề quan hệ xác định. Vì nếu mình lược bỏ nó đi, thì nó không rõ nghĩa là chúng ta đang nói về cái người đàn ông nào. In the second sentence, we use the proper name Vinh. So the relative clause only provides additional or extra information. We can omit which is a city in central Vietnam without causing any confusion. Trong câu thứ hai, chúng ta có thể lược bỏ mệnh đề which is a city in central Vietnam bởi vì mình sử dụng danh từ riêng là chữ Vinh. Vì vậy nên mệnh đề quan hệ chỉ cung cấp thêm thông tin. Now, the last activity of the lesson today, activity 3, textbook 2, page 28. Use who, which, that, or whose to complete each of the sentences. There are 6 sentences. You have 1 minute to do this task. Please pay attention to the words before and after the blanks. Now, check your answer, please. Number one, personal electronic devices là cụm danh từ chỉ vật. Câu thứ nhất, không có dấu phẩy ngăn cách mệnh đề chính và mệnh đề phụ quan hệ. Vậy nên, chúng ta điền đại từ quan hệ which hoặc that. Number two, trước chỗ trống là danh từ laptop. Sau chỗ trống là danh từ cover. Vậy nên chúng ta điền từ whose. Number 3. Tablet là danh từ chỉ vật và được xác định nhờ vào tính từ sở hữu my. Vậy nên câu số 3 có chứa mệnh đề quan hệ không xác định non-defining relative clause. Và chúng ta điền đại từ quan hệ which. Number 4. Trước chỗ trống là danh từ students, chỉ về người. Câu số 4 không có dấu phẩy ngăn cách mệnh đề chính và mệnh đề quan hệ.
Vậy nên chúng ta có thể dùng đại từ quan hệ who hoặc that. Number 5. Trước chỗ trống là danh từ children, sau chỗ trống là danh từ parents. Vậy nên câu số 5 chúng ta điền whose, những đứa trẻ mà bố mẹ của chúng. The last one, number 6. Chúng ta có danh từ riêng long, vậy nên đại từ quan hệ đứng sau danh từ riêng đã được xác định, chỉ dùng who hoặc which. Long là danh từ chỉ người, chúng ta dùng who, không dùng that trong mệnh đề nằm giữa các dấu phẩy. You have just finished the last activity of the lesson 2, unit 8, language. Now, please tell me what you have learned today. First, you can use word and phrases to talk about personal electronic devices that help you learn. Second, you can pronounce three-syllable adjectives and verbs. Third, you can use defining and non-defining relative clauses with who, that, which, and whose. And remember to do your homework. First, learn your lesson carefully, especially the notes in pronunciation and grammar. Second, do exercises in pronunciation 1. Vocabulary and grammar exercise 1, 3, 4, and 6 in workbook 2, page 21, 22, and 23. Thanks for your attention. Goodbye.